Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự đầu bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hương Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Công nghiệp huyện Ý Yên tỉnh Nam Định tăng. Hội Liêm Bắc Ninh và cơ hội quảng bá du lịch miền Quan Họ. Lợi ích của việc trồng cây xanh bảo vệ hành lang an toàn giao thông tại Hải Dương. Sông Thống Nhất, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình ngập rác sau Tết. Và bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, trên địa bàn huyện Y Yên, tỉnh Nam Định có hơn 200 doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng hàng nghìn cơ sở sản xuất hoạt động ở những lĩnh vực khác nhau với hàng trăm tỷ đồng vốn đầu tư. Sự phát triển của các doanh nghiệp đã góp phần chuyển dịch cơ cấu ngành nghề theo hướng tăng doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp thương mại, dịch vụ và giảm trong lĩnh vực xây dựng. Thực hiện chủ trương phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tại địa bàn nông thôn, huyện Ý Yên đã xây dựng được 5 cụm công nghiệp tập trung ở thị trấn Lâm và các xã Yên Xá, Yên Ninh. Đến nay, các cụm công nghiệp đều cơ bản được lấp đầy diện tích. 2 phần 3 tổng số doanh nghiệp cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện chuyển vào sản xuất tại các cụm công nghiệp đã và đang sản xuất kinh doanh ổn định. Hàng năm, cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu số lượng lớn các sản phẩm đồ gỗ, đồ đồng mỹ nghệ. Năm 2017, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện Ý Yên tăng 11,7% so với năm 2016, tạo thu nhập ổn định cho trên 8.000 lao động. Thời gian qua, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình đã tích cực triển khai thực hiện tồn thừa đổi ruộng, tích tụ ruộng đất, hình thành vùng sản xuất chuyên canh và đổi mới tổ chức sản xuất theo hướng hợp tác liên kết bao tiêu sản phẩm với doanh nghiệp. Qua đó, giảm dần tập quán canh tác nhỏ lẻ, tạo điều kiện để sản xuất nông sản theo hướng hàng hóa, góp phần tăng thu nhập cho người dân. Đến nay, toàn huyện, nhỏ quan có 9 xã đã tổ chức tích tụ, tập trung ruộng đất được trên 207 hecta và có 6 doanh nghiệp tham gia đầu tư đưa vào sản xuất các cây trồng như dược liệu, bí đỏ, các loại khoai. Trong đó, một số cây đã được thu hoạch cho năng suất và hiệu quả cao như khoai tây đạt giá trị trên 75 triệu đồng trên 1 hecta một vụ, khoai sọ đạt giá trị gần 170 triệu đồng trên 1 hecta một vụ. Năm 2018, huyện chỉ đạo các địa phương tiếp tục thực hiện tích tụ ruộng đất để sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng khoa học công nghệ, tiên tiến. Phấn đấu đến năm 2020 đạt 500 hecta. Đẩy mạnh tích tụ ruộng đất là hướng đi phù hợp nhằm mở ra cơ hội phát triển mới cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện. Thực tế, sản xuất từ các mô hình đã mang lại hiệu quả rõ nét hơn hẳn so với sản xuất thông thường. Người dân có điều kiện phá thế độc canh cây lúa, tích cực chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, được tiếp cận với những tiến bộ khoa học kỹ thuật, công việc cũng nhàn hơn, hiệu quả cao hơn, tạo ra các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, nâng cao giá trị cho nông sản. Tỉnh Bắc Ninh đang tích cực triển khai đề án Bắc Ninh phấn đấu không còn thực phẩm bẩn. Một trong những giải pháp được xem là giải quyết vấn đề được tận gốc, đó là phải hướng đến sản xuất ra các sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn, Ý thức được việc làm này, thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp đã mạnh tàn đầu tư cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, đồng thời tổ chức liên kết sản xuất với các tổ, hợp tác xã theo tiêu chuẩn Việt Gáp, đã cho ra những sản phẩm an toàn chất lượng. Mô hình sản xuất sau theo tiêu chuẩn Việt Gáp của công ty trách nhiệm hữu hạn Hương Việt Sinh tại xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du, nơi chuyên cung cấp sau cho các trường học ở Hà Nội và Bắc Ninh là một đơn vị như thế. Đây là diện tích gần 6 hectare đất được công ty trách nhiệm hữu hạn Hương Việt Sinh tại khu thực nghiệm công nghệ cao tỉnh Bắc Ninh, tại xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du. Hiện doanh nghiệp này đã đầu tư hơn 1 hectare nhà lưới, 1.600 m2 nhà kính chống côn trùng và 2.700 m2 nhà màng điều khiển tự động bằng smartphone. Công ty có hệ thống tưới theo công nghệ Israel phun xương phun văng. Áp dụng công nghệ này phòng chống được sâu bệnh, không phải tưới nhiều nước, rau đảm bảo chất lượng, toàn bộ rau củ quả được trồng ở đây đều dùng thuốc bảo vệ thực vật sinh học, được bảo quản trong hệ thống nhà lạnh tiên tiến, chất lượng xanh, sạch. Sản phẩm được dán tem truy xuất nguồn gốc, giúp minh bạch về nguồn gốc của sản phẩm. Mỗi ngày công ty Hương Việt Sinh cung cấp 4 đến 5 tấn rau sạch cho các bếp ăn trường học trên địa bàn Bắc Ninh và Hà Nội. Bằng việc tận dụng tốt nhu cầu của thị trường về rau sạch, mô hình trồng và liên kết sản xuất rau theo tiêu chuẩn Việt Gáp của công ty Hương Việt Sinh đã giúp đưa những sản phẩm rau sạch an toàn đến người tiêu dùng. Từ những hiệu quả của mô hình, hứa hẹn mô hình Việt Cáp sẽ được nhân rộng tạo thêm nhiều sản phẩm sạch trên thị trường. Xu hướng sản xuất sản phẩm nông nghiệp sạch an toàn hiện đang được người nông dân chú ý hơn, bởi trên thực tế đây là cách làm sầu hiệu quả và bền vững. Mô hình chăn nuôi của một gia đình ở xã Công Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam mà chúng tôi giới thiệu tới quý vị và các bạn ngay sau đây sẽ là một ví dụ điển hình. Đây là trang trại chăn nuôi lợn của gia đình anh chị Biên Loan ở xóm Cát Tường, thôn Mạc Hạ, xã Công Lý, huyện Lý Nhân. Với quy mô gần 1.000 con, trong đó có hơn 500 con lợn nái. Nhưng năm trước, gia đình anh chị Biên Loan phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp. Cuối năm 2016, đúng vào thời điểm chăn nuôi lợn lao đao do giá cả xuống dốc, vợ chồng anh chị quyết định chuyển đổi phương thức chăn nuôi hướng tới sản xuất lợn sạch để có thị trường lâu dài. Đây là một trong số ít mô hình chăn nuôi lợn trên địa bàn huyện Lý Nhân đã áp dụng quy trình khép kín từ khâu sản xuất con giống, chăn nuôi đến khâu giết mổ, đảm bảo sản phẩm không nhiễm khí sinh trùng, không có lượng thuốc kháng sinh, độc tố, nấm mốc khi cung ứng đến người tiêu dùng. Theo chị Loan, phía doanh nghiệp yêu cầu gia đình phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình của họ từ khâu sản xuất lợn giống đến lợn thịt. Gia đình đảm nhiệm luôn cả khâu giết mổ, doanh nghiệp chỉ việc tiêu thụ thực phẩm. Thức ăn của lợn chỉ là cám gạo, trộn ngô hạt, hà giang xay, Bột run quế sao vàng, nghiền nhỏ và cho thêm một phần khoáng chất. Thời gian nuôi phải đảm bảo từ 10 tháng trở lên. Cái quy trình mà khép kín của nhà tôi ý là công ty họ cũng giám sát chặt chẽ lắm. Tất cả các cách họ quản lý, trong đó có cách là họ lắp đặt camera tất cả các nơi hoạt động. Lắp đặt để giám sát. Từ giết mổ cho đến lưu trữ thực phẩm cho đến khu sản xuất thức ăn cho heo và khu chăn nuôi đều lắp mà camera theo dõi. Năm 2017, một năm chăn nuôi lợn gặp nhiều khó khăn với tổng đàn cả tỉnh giảm tới 36% so với năm 2016. Phần lớn người chăn nuôi đã bị mất mát, thiệt hại nhưng mô hình trang trại của vợ chồng anh chị Biên Loan không những không bị ảnh hưởng mà còn đảm bảo được cuộc sống dư giả. Đây là kết quả của sự năng động, dám nghĩ dám làm, nhất là việc xây dựng uy tín và đạo đức trong sản xuất kinh doanh. Mô hình cần được phát triển nhân rộng bởi không chỉ giúp người chăn nuôi làm giàu một cách bền vững mà sản phẩm an toàn chất lượng còn tác động tích cực tới môi trường, đặc biệt là sức khỏe của người tiêu dùng. Nắm bắt được nhu cầu thị trường và nhu cầu thực phẩm sạch năm 2016, anh Đỗ Ngọc Quyền, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, chọn cho mình hướng đi mới bằng cách xây dựng 36 lồng cá nuôi trên sông Hồng, bước đầu đã mang lại doanh thu khá. Với diện tích 2.000m2, được chia thành 36 lồng, có chiều sâu 3m, anh Đỗ Ngọc Quyền lựa chọn nuôi ba loại cá thương phẩm có giá trị kinh tế cao là cá lăng đen, cá lăng vàng và cá chép giòn. Hình thức nuôi tuân thủ nghiêm ngặt theo quy trình Việt Gáp với tần suất thu hoạch của cá chép là 1 năm 2 vụ, cá lăng là 2 năm 1 vụ. Năm 2017, mô hình cho thu khoảng 30 tấn cá, hiện mức giá bán buôn từ 100 đến 120.000 đồng 1 kg. Sản phẩm của anh được tiêu thụ rộng rãi trong và ngoài tỉnh. Trừ chi phí, mô hình bắt đầu cho doanh thu 300 triệu đồng. Bên cạnh việc đưa hàng tiêu thụ tới các cơ sở cửa hàng thực phẩm sạch, anh Quyền đang thực hiện bán hàng trực tiếp cho khách hàng với các sản phẩm cá lăng cắt khúc, chả cá và ruốc cá tại ngay cơ sở nuôi. Những ngày đầu năm mới, người dân xã Thái Thành, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình đều có chung niềm vui đón Tết viên mãn bởi hầu hết 100% hộ dân nơi đây đều có nước sinh hoạt nương thôn từ nhà máy sử dụng vẫn hương vị Tết truyền thống đó, nhưng ai lấy đều cảm nhận được sự thay đổi, đâm chồi nảy lộc của mùa xuân khi nguồn nước trong sạch, mát lành về tới một xã vùng sâu vùng xa. Câu chuyện đầu xuân của những người dân Thái Thành mà chúng tôi biết là niềm vui khi Tết Mậu Tuất vừa qua, nhà nào cũng có nước sinh hoạt nông thôn sử dụng. Hương vị Tết truyền thống thì vẫn như thế, nhưng niềm vui lại nhân lên gấp đôi nhất là đối với những gia đình có nhiều người thân từ xa về quê ăn Tết, vừa được hưởng không khí xuân bên gia đình, vừa được sử dụng nguồn nước đảm bảo chất lượng, ổn định về công suất. Không chỉ người dân Thái Thành là có Tết trọn vẹn, mà 12 xã trong các dự án nhà máy nước do công ty Toàn Thịnh đầu tư tại huyện Thái Thụy đều được cấp nước ổn định, giúp cho Tết thêm hương thêm vị. Niềm vui của những người dân có nước sinh hoạt nông thôn đón Tết thì đã rõ. Nhưng để nước sinh hoạt từ các nhà máy trở thành yếu tố không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày, thì không chỉ dừng lại ở đánh giá tỷ lệ đấu nối sử dụng cao hay thấp, mà còn thêm cả yếu tố sử dụng nhiều hay ít, có thường xuyên hay không. Để thực hành đúng và bảo vệ được di sản trong điều kiện xã hội liên tục thay đổi, trách nhiệm trước hết thuộc về cộng đồng, nắm tứ và thực hành tín ngưỡng nhưng cân bằng định hướng phát triển cho di sản lại là trách nhiệm của cơ quan quản lý văn hóa. Trong khi mỗi cá nhân trong cộng đồng thực hành tín ngưỡng còn chưa rõ trách nhiệm của mình, thì kế hoạch triển khai hành động quốc gia thực hiện các cam kết quốc tế hầu như vắng bóng suốt một năm qua, kể từ khi di sản được vinh tanh, ghi nhận của phóng viên Đài phát thanh truyền hình Nam Định. Thực hành tín ngưỡng thở mẫu với nghi lễ chầu văn và hầu đồng thường diễn ra tại các đền phủ, mà chỉ riêng tại Nam Định đã có đến 400 di tích. Vì lẽ đó, thủ nha các đền, phủ thờ mẫu luôn nhận diện rất rõ trách nhiệm của mình trước di sản. Cho dù chính họ cũng ít nhiều cảm thấy bất lực khi muốn giữ cho cân bằng giữa bảo tồn và phát triển di sản trong điều kiện hiện nay. Mong muốn là thế nhưng kể từ khi thành lập, câu lạc bộ Hát Văn Nam Định mới chỉ là nơi tập hợp của đông đảo cung văn, mà thiếu các điều kiện cần thiết để điều chỉnh hoạt động nghề nghiệp cũng như siêu tầm, truyền dạy và nhất là giữ lấy các giá trị cốt lõi, làm nên sự trong sáng chuẩn mực của tín ngưỡng. Giữa lúc những giá trị cũ đang dần mai một, còn những yếu tố mới xuất hiện lại thiếu hẳn sự chọn lọc cần thiết. Những giá trị mang tính toàn cầu của di sản tỏa sáng được đến đâu hoàn toàn phụ thuộc vào việc người Việt đưa di sản của mình thích ứng theo xu thế nào trong cuộc vận động khôn lường của đời sống. Cái năng lực quản lý của chúng ta không theo kịp với lại cái sức phát triển uh, của uh, vấn đề này uh, sau khi UNESCO công nhận. Đại sứ Phạm Sanh Châu có nhiều lý do để lo ngại cho di sản và hẳn sẽ không ngạc nhiên nếu biết rằng chính những người đang thực hành di sản mỗi ngày vẫn chưa hiểu sau khi tín ngưỡng được vinh danh yêu cầu của UNESCO với cộng đồng thực hành tín ngưỡng là gì? Cam kết bảo tồn và phát huy các giá trị của di sản, dù sao cũng vẫn là lời nói. Trước khi kêu cứu, di sản đang chờ đợi những việc làm thiết thực như lời cam kết với thế giới. Ngày 13 tháng riêng, hội liêm vào chính hội, hàng vạn du khách khắp nơi trong cả nước về hội liêm du xuân, chảy hội. Bởi một lẽ từ lâu, hội liêm đã không còn là riêng của vùng lim đất Hồng Ân Tiên Du mà là nơi phô diễn nét đẹp văn hóa của vùng quê Bắc Ninh Kinh Bắc. Và cũng từ việc làm tốt công tác tổ chức lễ hội, hội lim không chỉ là niềm tự hào văn hóa di sản mà còn là cơ hội để Bắc Ninh quảng bá phát triển du lịch vùng quê quan họ. Tâm điểm của hội lim là khu trung tâm đồi lim với nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, trò chơi dân gian, hát quan họ. Bên cạnh khu vực sân khấu chính đồi lim thì những lán trại quan họ được dựng dọc hai bên đường lên chùa Hồng Ân các câu lạc bộ quan họ, những anh hai, chị hai hát tại các lán trại đều được ban tổ chức lựa chọn từ các làng quan họ trên địa bàn, phối hợp với các làng quan họ gốc tiêu biểu của tỉnh, đảm bảo phát huy nét đẹp văn hóa di sản quan họ. Cùng với đặc sản dân ca quan họ thì hội lim cũng là cơ hội phô diễn nét đẹp văn hóa vùng quê Kinh Bắc, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước với những trò chơi dân gian đặc trưng các làng nghề truyền thống như gốm phù lãng hay tranh dân gian đồng hồ. Bằng nhiều giải pháp đồng bộ, tỉnh Bắc Ninh đã và đang thực hiện có hiệu quả cam kết bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa quan họ và điều này đã và đang cụ thể hóa tại hội Lim, một trong những lễ hội đặc trưng nhất văn hóa quan họ cũng như văn hóa vùng Kinh Bắc, Bắc Ninh. Để hội Lim tiếp tục níu chân du khách là cơ hội quảng bá du lịch, cầu nối văn hóa giữa quá khứ với hiện tại, một lễ hội mà tầm ảnh hưởng của nó đã vượt xa lan tỏa đến du khách khắp nơi trong và ngoài nước không chỉ tạo bóng mát và nét thẩm mỹ sau các tuyến đường hệ thống cây xanh còn góp phần cải thiện môi trường sống thích hợp với biến đổi khí hậu và bảo vệ hành lang giao thông chính vì vậy những năm qua ngành giao thông và các địa phương trong tỉnh hải dương luôn quan tâm đến công tác trồng cây xanh ở nhiều tuyến đường nhất là dịp đầu xuân hàng năm Dọc nhiều tuyến đường tỉnh, đường huyện và tuyến quốc lộ ủy thác qua địa bàn tỉnh đều có những hàng cây xanh như bạch đàn, keo tai tượng, phi lao và cây thông. Trong đó, nhiều cây sum xuê tỏa bóng mát tạo nên nét đẹp riêng cho các tuyến đường này. Cây xanh không những chỉ bảo vệ hành lang giao thông mà còn làm dịu mát không khí, làm giảm đi tiếng ồn, lọc bớt bụi, nhằm tạo không khí trong lành và cân bằng môi trường sinh thái. Có được hệ thống cây xanh như thế này là do hàng năm ngành giao thông vận tải và các địa phương quan tâm chỉ đạo và phát động sâu rộng phong trào trồng cây, thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân tích cực tham gia. Việc trồng cây xanh ven các tuyến đường trên địa bàn tỉnh đã trở thành nét đẹp từ nhiều năm nay, qua đó khẳng định cây xanh ngày càng có vai trò quan trọng, không chỉ cải thiện môi trường không khí, giảm lượng bụi mà hệ thống cây xanh còn làm tăng vẻ đẹp thẩm mỹ cảnh quan và bảo vệ hành lang an toàn giao thông. Mới đây tại trường Trung học phổ thông Đức Hợp, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, Ban Thường vụ tỉnh đoàn Hưng Yên tổ chức lễ phát động tháng thanh niên với chủ đề Tuổi trẻ Hưng Yên tung kích sáng tạo, xây dựng quê hương đất nước và phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Mậu Tuất 2018. Với chủ đề Tuổi trẻ Hương nghiên xung kích sáng tạo, xây dựng quê hương đất nước tại lễ phát động, Ban Thường vụ tỉnh đoàn kêu gọi tháng thanh niên năm 2018, các cấp hội đoàn trong tỉnh tập trung tổ chức các hoạt động thúc đẩy tinh thần sáng tạo, triển khai thực hiện tốt cuộc vận động, mỗi thanh niên một ý tưởng sáng kiến, đảm nhận thực hiện các công trình phần việc thanh niên, góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị. Bên cạnh các hoạt động an sinh xã hội, tư vấn hướng nghiệp, phát triển đoàn viên mới, năm 2018, các cấp hội đoàn chú trọng và đi vào trừ sâu những hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn để hỗ trợ cho thanh niên làm kinh tế. Nhân dịp này, Quỹ Tế năng Trẻ và Ban thường vụ tỉnh đoàn đã trao tặng 6 xe đạp và các phần quà cho 11 học sinh hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi và năng nổ trong công tác đoàn. Tại lễ phát động, 22 đơn vị huyện thành đoàn cơ sở đã thực hiện ký cam kết thi đua năm 2018 và tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã được đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh Hà Nam tích cực tham gia hưởng ứng. Hàng năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, việc học tập và đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong năm 2017, các cấp hội đã có nhiều mô hình hiệu quả tạo được sức lan tỏa như tọa đàm, phụ nữ làm theo tư tưởng phong cách Hồ Chí Minh, nói chuyện chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh về bình đẳng giới và về sự tiến bộ phụ nữ, hội thi kể chuyện về bác, giao lưu văn nghệ, Hồ Chí Minh sống mãi trong tim mọi người được đông đảo hội viên phụ nữ hưởng ứng. Đồng thời, phát động tới 100% các cơ sở hội viết trên 1.480 bài tham gia cuộc thi viết những tấm gương làm theo bác. Đối với hoạt động làm theo có rất nhiều mô hình thực hiện hiệu quả như mô hình heo đất tiết kiệm, ống gạo tiết kiệm, duy trì và nhân rộng mô hình tổ phụ nữ tiết kiệm, giúp nhau mua bảo hiểm y tế tự nguyện, duy trì có hiệu quả 323 mô hình chi hội phụ nữ thu gom phế liệu tiết kiệm vì phụ nữ nghèo đã tiết kiệm trên 250 triệu đồng cho hội viên vay không lấy lãi. Bên cạnh đó, các cấp hội còn giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, vận động hội viên tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi mang lại hiệu quả cao, sự đa dạng phong phú trong nội dung, hình thức hoạt động, các phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của hội phụ nữ các cấp đã tạo được lan tỏa mạnh mẽ, tạo chuyển biến sôi nổi, cổ vũ cán bộ hội viên phụ nữ tiếp tục phấn đấu, qua đó góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ, tổ chức hội vững mạnh và cùng các cấp hội phụ nữ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Triển khai từ tháng 9 năm 2017 đến nay, hoạt động của mô hình tri hội phụ nữ 503 sạch thôn Quần Phương, xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định đã góp phần không nhỏ cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân và để nhanh việc hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của địa phương. Để mô hình tri hội phụ nữ 503 sạch thôn Quần Phương thu hút được sự quan tâm, chú ý của hội viên phụ nữ, hội liên hiệp phụ nữ huyện Nghĩa Hưng, hội liên hiệp phụ nữ xã Nghĩa Bình liên tục tổ chức tuyên truyền về những điểm mới và nội dung của cuộc vận động xây dựng mô hình 503 sạch giai đoạn 2017-2022, kiến thức về bạo lực gia đình nhằm nâng cao kiến thức trách nhiệm của bà con trong việc thực hiện 8 tiêu chí của cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, có sự chuyển đổi về hành vi về vệ sinh môi trường, thực hiện tốt tiêu chí ba sạch, sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ đặc biệt là thực hiện sạch bếp và giữ gìn an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng gia đình bình đẳng, hạnh phúc và văn minh. Không chỉ tuyên truyền, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã tuyên truyền chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ xã và Chi hội Phụ nữ thôn quần phương tổ chức chọn hai mẫu hộ gia đình hội viên chưa đạt tiêu chí ba sạch, đồng thời mời đại diện 10 nhóm trưởng đến các gia đình chọn mẫu để trực tiếp nghe hướng dẫn thu dọn, sắp xếp nhà cửa, sân ngõ, bếp ăn, nhà vệ sinh đảm bảo theo tiêu chí ba sạch. Thông qua các hoạt động, nhận thức của hội viên phụ nữ đã chuyển biến từ nhận thức tới hành động. Hiện thôn Quần Phương đã có 236 trên 250 hộ dân cam kết thực hiện mô hình. Thưa quý vị và các bạn, sau những ngày xuân mậu tuất, sông thống nhất huyện Đông Hưng tỉnh Thái Bình xuất hiện nhiều bao túi ni lông chứa rác thải tinh hoàn gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường cho người dân tại đây. Những ngày qua, trên sông thống nhất đoạn qua hai xã Nguyên Xá và Phú Châu huyện Đông Hưng xuất hiện nhiều bao bì đựng rác thải, xốp hay hoa chơi Tết không còn được người dân sử dụng, vứt ngổn ngang trên sông. Theo phản ánh của một số hộ dân tại đây, lượng rác này xuất hiện nhiều hơn sau Tết. Một phần là do từ dòng sông lớn chảy về, nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là do người dân thiếu ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường. Dòng sông đang gánh rác cho những hộ dân sống tại đây. Ngày ngày họ vô tư vứt rác vô tội vạ xuống sông, để rồi từng giờ từng phút phải sống chung và hít thở bầu không khí ô nhiễm, sản phẩm của chính họ. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự đầu bằng sông Hồng hôm nay của Đài phát thanh truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.